Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lợi ích, vai trò của ứng dụng Base Payroll. Việc tính bảng lương cuối tháng luôn là một yêu cầu cao với nhiều biến số bên trong bảng lương của một nhân viên. Một số biến số có thể kể đến như sau. Thứ nhất là lương cứng, lương tính theo ngày công làm việc của nhân viên với dữ liệu nghỉ phép, dữ liệu chấm công của từng nhân viên. Tiếp theo là lương hiệu quả, dữ liệu lương được tính dựa trên kết quả công việc và hiệu suất làm việc của từng nhân viên. Mỗi phòng ban sẽ có một công thức tính khác nhau. Thứ ba, đó là những khoản liên quan đến trợ cấp, phúc lợi, thuế và bảo hiểm của người nhân viên. Các dữ liệu này sẽ được nhân sự lưu trên một file Excel và có thể sẽ có thay đổi. Khi mà có thay đổi, chuyên viên nhân sự sẽ phải thay đổi thông tin trên file Excel này. Qua một số biến số ở trên, chúng ta có thể thấy rằng cuối mỗi một tháng, chuyên viên C&B sẽ phải tổng hợp dữ liệu thông tin từ rất là nhiều nơi về một nơi để có thể tính ra lương cuối cùng. Có thể là bao gồm dữ liệu chấm công, dữ liệu nghỉ phép, ngày công của mỗi người, dữ liệu về tình hình thăng chức hoặc là tăng lương của mỗi người, dữ liệu về quá trình tuyên chuyển nhân sự, dữ liệu về đóng thuế và bảo hiểm của người nhân viên. Có thể các doanh nghiệp hiện tại đang lưu thông tin này trên rất là nhiều file Excel khác nhau. Hiểu được thực trạng về việc là chuyên viên C&B phải tổng hợp dữ liệu từ rất là nhiều nguồn về một nơi để tính lương vào cuối tháng, Payroll cho phép chúng ta link dữ liệu từ rất là nhiều app vệ tinh về một nơi. Cụ thể, trong các video trước, anh chị đã được tìm hiểu về cách upload thông tin nhân sự lên HRM. Tại Payroll, chúng ta có thể liên kết dữ liệu về bảo hiểm, thuế, dữ liệu về người phụ thuộc, dữ liệu về các mức lương của người nhân viên lên trên hệ thống Payroll dùng để tính ra lương. Chúng ta có thể liên kết Paytimeoff với Payroll để tính ra số ngày nghỉ phép có lương, số ngày nghỉ phép không lương của người nhân viên. Chúng ta có thể kết nối Paytimesheet với Payroll để tính ra số ngày công, số ngày đi muộn về sớm của người nhân viên. Ngoài lợi ích tổng hợp data từ rất là nhiều nguồn như là HRM, Timeoff, Timesheet, Payroll còn cho phép chúng ta tổng hợp dữ liệu thông tin từ Excel. Với những thông tin anh chị không upload lên HRM, anh chị hoàn toàn có thể lưu ở trên Excel. Sau đó, cuối mỗi tháng anh chị có thể upload lên trên Payroll để dùng tính ra lương, ví dụ như một số khoản liên quan đến hoa hồng hoặc là tạm ứng của người nhân viên. Ngoài việc tổng hợp data từ rất là nhiều nguồn, trên Payroll cho phép chúng ta ghi rõ các công thức cũng tương tự như Excel lên trên phần mềm để tự động tính ra các khoản về thuế, bảo hiểm hoặc là thu nhập thực nhận của từng người nhân viên. Sau khi đã tính ra được lương cho từng nhân sự, phần mềm Payroll cho phép chúng ta gửi lương cho người quản lý để rà soát lương và đưa ra quyết định duyệt. Sau khi duyệt lương xong, chúng ta có thể gửi ngay bảng lương đấy cho nhân viên qua app điện thoại hoặc là qua email. Người nhân viên cũng có những phần để đưa ra ý kiến hoặc là confirm về mức lương có đúng hay là không. Và khi chúng ta đã tính ra lương của từng nhân sự xong, đã được người quản lý duyệt, đã được nhân viên xác nhận, chúng ta có thể đổ tất cả dữ liệu lương này về trên HRM để tính ra báo cáo theo từng nhân sự, theo từng văn phòng, theo từng vị trí hoặc là theo từng khu vực nghiệp vụ. Tổng quan lại, Payroll cho phép chúng ta tổng hợp dữ liệu từ rất là nhiều nguồn về một nơi, cho phép chúng ta viết công thức tương tự như Excel để tính ra các khoản lương, cho phép chúng ta gửi lương trực tiếp và duyệt trực tiếp trên phần mềm. Người nhân viên có thể nhận được lương và thực hiện thao tác xác nhận. Dữ liệu lương có thể link về HRM để xây dựng thành báo cáo. Đó là tổng quan một vài lợi ích của phần mềm Payroll. Sau đây, để anh chị có thể hiểu rõ hơn về phần mềm, chúng ta sẽ cùng nhau truy cập vào giao diện của hệ thống. Để có thể truy cập vào Payroll, anh chị sẽ chọn vào payroll.base.vn. Khi truy cập vào đây thì sẽ có tất cả 3 giao diện mà anh chị cần quan tâm. Giao diện thứ nhất là trang Home, nơi mà chúng ta sẽ tự xem Payslip hay còn gọi là bảng lương của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một phần Template dành cho bộ phận C&B để thiết lập công thức tính lương của công ty lên trên phần mềm. Và giao diện số 3, đó là giao diện để chúng ta có thể tự chạy lương cho toàn bộ công ty vào cuối tháng. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng giao diện một. Giao diện thứ nhất là trang Home, nơi mà chúng ta có thể theo dõi bảng lương và báo cáo tiền lương của chúng ta. Khi click vào đây thì anh chị sẽ thấy được đầy đủ tất cả các cái hạng mục liên quan đến thông tin lương của mình. Ở đây thì mình sẽ có giao diện confirm để xác nhận coi là lương của mình có đúng hay không, hoặc là mình có thể comment để phản hồi lại nếu mà có sai sót. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần liên quan đến mẫu lương. Đây sẽ là nơi mà chúng ta sẽ thiết lập ra rất là nhiều mẫu lương theo quy định của công ty, phù hợp với từng bộ phận. Trong video tiếp theo đây thì anh chị sẽ được tìm hiểu về cách thiết lập mẫu lương ở đây. Sau khi mà chúng ta đã thiết lập xong mẫu lương thì anh chị sẽ chạy lương vào cuối mỗi tháng tại giao diện Payroll này. Thì anh chị có thể hiểu là khi mà chúng ta đã có thể đặt công thức thì ở đây nó sẽ hiển thị ra danh sách nhân sự cũng như là các khoản lương. Và các cái số liệu ở đây nó sẽ tự động được lấy từ các app vệ tinh về ở trên phần mềm Payroll phục vụ cho mục đích tính lương. Phần này anh chị sẽ được tìm hiểu kỹ hơn vào video số 3, đó là video liên quan đến việc cách chạy lương vào cuối mỗi tháng. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tổng quan giao diện của Payroll, bao gồm trang chủ để mỗi người tự theo dõi bảng lương của mình, template mẫu lương để chúng ta có thể thiết lập mẫu lương cho từng bộ phận trong công ty hoặc là cho nhiều đối tượng trong công ty, và thứ ba đó là
giao diện chạy bảng lương để chúng ta theo dõi bảng lương vào cuối tháng. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lợi ích của Payroll cũng như là giao diện tổng quan của hệ thống. Để có thể tìm hiểu rõ hơn về Payroll, các anh chị có thể theo dõi các video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này.